Trên địa bàn huyện Chư Sê hiện có hơn 1.700 ha cây trồng thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp 4C, UTZ, Rainforest, Global Gap, Organic, trong đó 38,5 ha hồ tiêu và hơn 1.700 ha cà phê với 30 ha cà phê được cấp chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp Khi thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn, nông dân tuân thủ theo quy trình chăm sóc, thu hoạch, chế biến nhằm kiểm soát lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra sản phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng qua đó nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương từ đó tạo nền tảng hướng đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao